Và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em một cách phối đồ mới nha. Xin mời các em cùng vào khám phá với chương trình Elsa Round the Clock Action Guitar nha. Rồi, đây là chiếc đồng hồ này. Đây là chiếc iPad của chị này. Và đây là Facebook của chị đấy. Các em có Facebook không? Các em còn nhỏ tuổi thì không nên dùng Facebook nha. Chỉ có cha mẹ chúng ta thì có thể dùng được thôi. Rồi. Và đây, chị đã chuẩn bị sẵn hai bộ đồ xinh xắn rồi. Hôm nay chị sẽ có 3 sự kiện trong ngày. Thế nên chị đang phân vân không biết mặc bộ đồ nào đây. Các em hãy giúp chị nha. Chị chọn bộ màu hồng đi nha. Rồi. Rồi, chị đã thay bộ màu hồng rồi. Còn đây, đây là một gian tủ mới của chị đấy. Chị mới sắm được. Chị treo quần áo này, những bộ tóc mới này, chiếc giày dép này. Còn đây là chiếc túi sách của chị. Kính này, iPad này. Và đây là máy tính không gian làm việc riêng của chị. Các em có nhận ra chàng hoàng tử trong đây không? Với chiếc váy màu hồng này thì nên để kiểu tóc nào đây nhỉ? Kiểu này xem nào. Kiểu này hay kiểu này? Kiểu nào cũng đẹp hết. Đi dự sự kiện thì chúng ta nên mặc trang trọng một chút. Chị để kiểu này nhá. Các em có thấy hợp lý không? Không ý kiến gì có nghĩa là đồng ý nha. Sẽ phối chiếc áo ngoài xem nào. Một chiếc áo vò. Có nên mặc thế này không nhỉ? Đấy các em thế đấy. Nếu như chúng ta biết cách phối đồ thì chúng ta có thể biến những bộ quần áo của chúng ta, những bộ váy của chúng ta nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta không cần có nhiều quần áo mà chúng ta có thể phối được nhiều đồ, phải không? Đây, như ví dụ chị đang khoác trên mình một chiếc váy nha. Chị có thể phối được rất nhiều quần áo này. Nếu như chị phối một chiếc áo phông như thế này này, thì các em thấy đấy, tự nhiên một chiếc váy liền lại thành một chiếc chân váy mặc cùng với áo phông, phải không? Còn bây giờ chị sẽ mặc một chiếc váy, chiếc áo khoác ngoài nha. Đó, các em cũng thấy đây cũng là một kiểu đẹp phải không? Nhìn rất là phong cách. Chị sẽ mặc bộ này đi nha. Rất là trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Rồi, chị đeo kính thế này. Có vẻ như không hợp lắm. Bây giờ chị sẽ thử giày nha. Các em nhớ nha, nếu đi dự sự kiện, đi dự buổi họp báo có rất nhiều phóng viên chụp hình, chúng ta không nên mặc đồ thể thao, nhớ chưa? Chúng ta nên đi những đôi giày cao gót hoặc những đôi bốt cao. Như thế sẽ tôn thêm dáng của chúng ta và chúng ta sẽ có những bức ảnh thật đẹp. Theo chị nghĩ là nên chọn đôi giày cao này nhá. Rồi, ok. Còn bây giờ có vẻ như chiếc túi sách này không hợp lắm. Chỉ cần để sắm thêm một chiếc túi sách mới thôi. Còn bây giờ, trước khi
sách này nha. Rồi, ok. Chị Elsa xinh đẹp xin chào tất cả các em. Hôm nay chị em mình lại gặp nhau rồi đấy. Và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em một cách phối đồ mới nha. Xin mời các em cùng vào khám phá với chương trình Elsa Round the Clock Session Guitar nha. Rồi, đây là chiếc đồng hồ này. Đây là chiếc iPad của chị này. Và đây là Facebook của chị đấy. Các em có Facebook không? Các em còn nhỏ tuổi thì không nên dùng Facebook nha. Chỉ có cha mẹ chúng ta